ảnh chụp in liền đầu tiên tại Việt Nam. Điểm chung của bộ đôi inSpeak mới của Canon đó là thiết kế khá nhỏ gọn như một máy in cầm tay có camera, trong đó inSpeak SZV 123A là mẫu máy ảnh chụp in liền cao cấp nhất đợt này với giá 5,6 triệu đồng. Canon trang bị cho inSpeak SZV 123A máy ảnh 8MP, tích hợp đèn flash trợ sáng hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD với dung lượng lên đến 256 GB bên trong máy có khe đựng giấy GLOSSI 2X3INCH công nghệ Zinc Zero một công nghệ in khô không cần dùng đến ống mực. Khi người dùng chụp, máy sẽ tự động in ra bức ảnh ngay lập tức ở cạnh hồng. Đối với Inspix C công văn, 123A có giá mềm hơn 4,2 triệu đồng. Máy hỗ trợ camera độ phân giải 5MP và gương selfie cạnh ống kính có thể chụp ảnh selfie một cách dễ dàng. Tất nhiên nó cũng có khe hỗ trợ gắn ảnh để in ngay lập tức như phiên bản trên. Ngoài ra, cả hai đều hỗ trợ kết nối smartphone thông qua ứng dụng Canon Mini Print Mobile với chức năng chỉnh sửa ảnh, tạo khung mẫu, tem và các kiểu chữ trước khi in ảnh. Gia Linh